Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Tom Gold Run, let's go. Ok, let's go. Wow wow, một cửa hoàn toàn mới luôn. Bay nào. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Sơn Quách Pro. Đầu bay luôn, thân thì ở lại. Let's go.
Ok, sẽ ấn anh Horo này. Đó thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Million Rush. Let's go. Wow, wow, ok, quay thôi. Yeah, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Mario Sweet. Ok, let's go.
Thế lần này thì các bạn bỏ thân là một chàng trai, sau đó thì sẽ vào cứu cô bé ở trong bức ảnh này, thoát khỏi ông Mr. Smith này ra. Let's go. Ok, mình sẽ vào trong này và tìm kiếm những chiếc chìa khóa. Let's go. Đây rồi, green cây. Đây là chiếc chìa khóa để mở cửa đằng sau. Mình sẽ mở luôn cửa đằng sau ra. Chiếc kim, mình sẽ dùng cái kim này để tháo những cái tấm gỗ ra. Ok, let's go. Mã cốt và chiếc kim kia. Let's go. Ok, mình sẽ sang pha sang đây và cắt tiếp một đoạn dây là mình sẽ mở được cánh cửa này ra. Ok, let's go. Let's go baby. Coats. Okay, let's go.
cả cây. Rồi, mình sẽ cho vào đây. Tìm một chiếc chìa khóa blue cây trong này. Ok, let's go. Rồi, và mình đã giải cứu thành công một cô gái này thoát khỏi ông Mr. Smith. Đây là một cô gái rất ngoan hiền. Cô ta bị ông ta lừa và ông ta bắt cóc. Cô ta rốt vào trong này. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Wild Spy. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ đi thu thập và trở thành chú Selector. Cái game này các bạn chơi bằng máy tính thì sẽ dễ hơn nhá. Khi các bạn chơi bằng iPad thì đôi lúc các bạn điều khiển nó không được ăn ý lắm. Oh my god, rất là nhiều con to. Wow, 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 ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Boots and Bone. Let's go. Ok, let's go. Mình sẽ tăng tốc những cái này lên. Rồi. Wow, wow, rất là đông luôn. Oh my gosh, toàn người khổng lồ thôi. Ở đây vẫn còn một anh chàng. Ok, let's go. Mình sẽ bắn liên tục. Oh my gosh, rơi luôn xuống dưới. Ok.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Smiling X Group 2. Let's go. Okay, let's go. Đấy rồi. Ở đây có nhấp nháy, tức là có ốc và mình sẽ phải tháo được. Ok, let's go. Okay, let's go. You can do it. Yes. Let's go. Are you ready? Welcome to the new normal. Trong này xong có gì không? Oh my gosh. You must accept the change. What? Đây là một chất thuốc độc rồi. Nếu các bạn vào đây sẽ chết ngay. Oh my gosh. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Ninja Zor. Tuno. Oh yeah, check me out, dudes. Mikey's on the move. Look out for the snake, Mikey. Jump the snake. That giant monkey's gonna squash me. Ah, I'm doomed. Oh man. Oh, this game is so boring. No way, Donnie. Old school games are the best. Guys, what are you doing down here? April. April. Yo, we're just maxing and chillaxing, playing some video games. Turn on the news, quick! The Krang are invading! An enormous alien ship has been spotted over downtown. Looks like an all-out invasion! It's time to kick some disgusting brain butt. Let's do this. Okay, let's go. Ready as ever. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.